Người đẹp triệu đô nói gì về quyết định mời Phương Nga làm giám đốc marketing? Vừa được tại ngoại, Phương Nga và không ít người khác bất ngờ khi nghe tin cô được mời làm giám đốc marketing. Phương Nga được tại ngoại sau phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 6 vừa qua. Ngay sau đó, không ít người bất ngờ khi nghe tin Phương Nga được mời làm giám đốc marketing một công ty. Được biết, lời mời trên xuất phát từ trang cá nhân của á hậu ba con Phương Lê. Phương Nga mến, chị thậm chí đã đến tận tòa án hôm 23, nhưng vì quá đông nên không vào được. Chị cũng tìm cách liên hệ với em, nhưng thời điểm này đúng là rất khó, nên chị viết qua đây, hy vọng em và mẹ em đọc được. Đầu tiên, chị xin chúc mừng em đã được tại ngoại, là chiến thắng đầu tiên của em trong cuộc chiến của mình. Theo dõi biến cố của em suốt 2 năm nay, đặc biệt là chứng kiến em một mình giữa bầy sói trên phiên tòa, chị thấy khâm phục ý chí và sự mạnh mẽ của em trong mọi nghịch cảnh. Khi mọi người lên tiếng ủng hộ em, thực sự trong lòng chị cũng thấy vui thay cho em. 2 năm có thể không dài với một đời người, nhưng với tuổi thanh xuân của một cô gái là khoảng thời gian để bỏ lỡ nhiều thứ quý giá của cuộc đời, đặc biệt là với em, một người tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, có thể nói được 3 ngoại ngữ và lại có thêm tài ăn nói của một MC duyên dáng và diễn xuất. Vì thế, thật đáng tiếc nếu người ta chỉ nhớ đến em như một cô gái gắn liền với những chông gai nghịch cảnh, oan tình, kẻ yếu đi tìm công bằng cho mình, á hậu Phương Lê viết. Á hậu Phương Lê cũng cho biết cô mong muốn được nhìn thấy hình ảnh Phương Nga xinh đẹp, thành công, duyên dáng như trước kia và đó chính là sự trả thù mạnh mẽ và ngọt ngào nhất. Chị cũng như nhiều người khác mong muốn nhìn thấy Phương Nga trở lại với hình ảnh duyên dáng rực rỡ và thành đạt. Đó là câu trả lời hay nhất, sự trả thù mạnh mẽ và ngọt ngào nhất. Vì thế, chị chân thành mời em về giữ vị trí giám đốc marketing của công ty chị. Chị tin rằng với bản lĩnh kiến thức và tài năng của chính em, sau khi đã được tôi luyện trong khó khăn, Phương Nga sẽ còn thành công hơn, phát triển hơn nữa trong sự nghiệp. Lời mời của hậu Phương Nga ngay lập tức gây bão dư luận, nhiều người cảm kích tấm lòng của cô dành cho Phương Nga. Nhưng cũng có không ít người cho rằng đây là một cách PR của bà mẹ ba con, nhưng sự việc đang hot. Liên hệ với Phương Lê về điều này, cô cho biết bản thân quá bận rộn và nếu muốn PR bản thân thì không cần phải làm như vậy. Theo Phương Lê, lời mời của cô là thật lòng, xuất phát từ sự tôn trọng và cảm thấy Phương Nga phù hợp với tiêu chí mà cô đang cần tìm. Phương Nga có bằng đại học ở nước ngoài, nói giỏi 3 ngoại ngữ, lại rất thông minh, lập luận sắc bén, nhưng cũng không kém phần duyên dáng khi từng làm MC. Với những trải nghiệm vừa qua của mình ở trong trại giam, tôi tin rằng Phương Nga đã trưởng thành và đủ khả năng để đảm nhận vị trí công việc mà tôi kỳ vọng. Khi được hỏi về mức lương dành cho Phương Nga, á hậu Phương Lê cho biết lương bổng là thỏa thuận giữa hai bên nên chưa thể tiết lộ và cô mong rằng Phương Nga sẽ nhận lời mời này của mình. Hiện Phương Nga và mẹ vẫn chưa lên tiếng gì về điều này. Theo lời luật sư của Phương Nga, cô đang làm quen lại với cuộc sống và kết nối lại các mối quan hệ cũ sau khi được tại ngoại. Người đẹp cũng vừa lên tòa để thay đổi nơi cư trú và đến thăm các luật sư đã hết lòng bảo vệ mình trong phiên tòa vừa qua. Phương Nga đang làm quen lại với cuộc sống sau hơn 2 năm ở trong trại tạm giam. Cô vừa đến thăm các luật sư đã giúp đỡ mình trong phiên tòa vừa qua. Bảy nút thắt phải mở trong vụ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ. Ngoài điều tra các tình tiết còn mâu thuẫn khi cáo buộc Phương Nga, hội đồng xét xử kiến nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm của cán bộ liên quan. Ngay sau khi cho phép Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 và Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại điều tra, chiều ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát cung cấp điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử đánh giá những chứng cứ mới xuất hiện là quan trọng, song tòa không thể bổ sung. Vì vậy, cơ quan điều tra cần phải xem xét, đồng thời làm rõ lời khai của các bị cáo, nhân chứng và người bị hại còn nhiều mâu thuẫn. Chứng cứ buộc tội có sau đơn tố cáo của đại gia. Phương Nga bị cáo buộc có hành vi gian dối, tạo lập giấy tờ giả và thuê người làm chủ căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, dù ông Mỹ mua giá 16,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Tuy nhiên, Nga và Dung khai số tiền đó đại gia cho Nga để thực hiện thỏa thuận tình cảm, không có chuyện mua bán nhà. Nga cho biết, các tài liệu liên quan căn nhà do bà Nguyễn Mai Phương làm hoặc cô tự làm giả theo hướng dẫn của bà này để hợp thức hóa số tiền đã nhận từ ông Mỹ. Nhưng chúng được làm sau khi ông này có đơn tố cáo cô lừa đảo, tức là không có việc mua bán nào cả. Ông Mỹ khẳng định không có quan hệ tình cảm với Hoa hậu, vì tin vào thỏa thuận mua bán nhà năm 2013 của Nga nên mới mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, bị hội đồng xét xử liên tục truy vấn về vị trí, kết
kết cấu, đặc điểm căn nhà. Ông Mỹ nói trước khi mua khoảng 3 ngày, đã đến xem căn nhà, đi vào trong nhưng không liên hệ với ai. Ông đi bằng thang máy, nhưng lên tầng mấy thì không rõ. Thang máy nằm phía sau của khách sạn. Còn trước đó trả lời luật sư của Nga, ông Mỹ nói chỉ đứng bên ngoài xem. Phải kiểm tra thực tế và đối chiếu những lời khai này. Hội đồng xét xử nêu một trong những vấn đề cơ quan điều tra phải bổ sung. Tìm người giấu mặt làm chứng cứ giả. Theo hội đồng xét xử, từ kết quả điều tra bổ sung, nếu chứng minh được bản chất 16,5 tỷ đồng, ông Mỹ chuyển cho Nga, không phải là mua bán nhà, thì cần làm rõ ai là người đã làm ra các tài liệu chứng cứ giả để xử lý. Liên quan đến cáo buộc Nga thuê giang hồ đe dọa ông Mỹ, còn Nga tố ông này thuê người đe dọa, tòa yêu cầu lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Xử lý vi phạm chế độ một vợ một chồng. Luật sư cung cấp cho tài liệu gần 17 lần xuất cảnh của Nga và ông Mỹ. Nga khai những lần ra nước ngoài, cả hai đều ngủ chung phòng khách sạn, nhưng ông Mỹ phủ nhận. Khi quan hệ giữa Nga và Mỹ được làm rõ, hội đồng xét xử yêu cầu xử lý vi phạm chế độ hôn nhân của các đương sự theo quy định. Tìm chủ nhân email hợp đồng tình cảm. Nga khai đã nhận được nhiều email thỏa thuận tình cảm ông Mỹ gửi, cũng như các tài liệu liên quan đến vụ việc mua bán nhà. Tòa yêu cầu nhà chức trách phải làm rõ địa chỉ email của Nga và ông Mỹ, cho Nga truy xuất vào email để xác định những nội dung này là của ai, tạo lập thời điểm nào. Theo tòa, đây là những chứng cứ gỡ tội cho Nga được lưu trên chiếc máy tính. Điều tra việc thông cung. Lữ Minh Nghĩa, Dung và mẹ Nga khai được bà Nguyễn Mai Phương giới thiệu cán bộ quản giáo tên Nghĩa giúp Dung thông cung ra ngoài, nhưng chứng Nghĩa đã cung cấp số điện thoại của cán bộ này. Những bức thư bằng ni lông Dung gửi từ trại giam, hai bị can cùng giam với Dung cũng chứng kiến cô gửi thư qua lỗ thông gió phòng giam. Tòa yêu cầu cơ quan điều tra phải xác minh, giám định chữ viết trong thư có phải của Dung hay không, làm rõ có hay không việc thông cung này. Về bản khai của Nga và Mỹ giống nhau, cả về nội dung lẫn hình thức, dấu chấm, dấu phẩy, hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ có hay không hành vi xâm hại hoạt động tư pháp. Đại gia khai không thống nhất về những lần chuyển tiền. Quá trình điều tra, ông Mỹ có lời khai mâu thuẫn về số tiền 16,5 tỷ đồng, đơn tố cáo thỏa thuận mua nhà. Đối với nhân chứng Mai Phương, người này phủ nhận lời khai của Nga và Dung là người dàn dựng kịch bản mua nhà. Do đó, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra truy xuất máy tính của Nga. Trưng cầu giám định xác định thời điểm tạo lập các văn bản mua bán nhà, giấy hẹn thanh toán, đồng thời làm rõ ông Mỹ nhận các thỏa thuận từ ai. Vai trò của Nguyễn Đức Thùy Dung trong vụ án này. Dung là bạn thân của Nga, bị cáo buộc đã bàn bạc giúp Hoa hậu nhận tiền từ ông Mỹ. Tuy nhiên, trả lời thẩm vấn tại tòa, Nga khẳng định Dung hoàn toàn không biết việc cô và bà Nguyễn Mai Phương hợp thức hóa số tiền ông Mỹ cho. Về số tiền hơn 2 tỷ đồng cơ quan điều tra thu được trong tài khoản của Dung, sau đó xác định là tiền ông Mỹ mua nhà rồi trả cho ông này, Dung khẳng định đó là tiền kinh doanh mỹ phẩm của mình. Thời điểm cô bị bắt, cảnh sát thu giữ nhiều sổ sách liên quan việc làm ăn của cô nên có thể chứng minh cô nói là sự thật. Hội đồng xét xử cho rằng những tình tiết này trái ngược với hồ sơ vụ án, do đó cần điều tra bổ sung, làm rõ Dung tham gia vụ án như thế nào, ý thức chủ quan khi nhận tiền của ông Mỹ chuyển cho Nga như cáo buộc để minh chứng có hay không vai trò đồng phạm. Rùng mình quẻ thẻ Hoa hậu Phương Nga rút ở núi Bà Đen trước khi bị bắt. Nhiều người giật mình khi đọc từng câu từng chữ trong quẻ thẻ mà Hoa hậu Phương Nga rút được trước khi bị bắt 2 tháng. Ráng một được con ma hãm người. Vụ án tình tiền của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vào Cao Toàn Mỹ được tòa án trả hồ sơ, tạm thời dừng lại và điều tra thêm. Theo đó, Hoa hậu Phương Nga đã được tại ngoại sau hơn 2 năm bị tạm giam vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng. Sau khi được tại ngoại, Phương Nga vẫn chưa chính thức lộ diện hay đăng bất cứ tin gì trên trang cá nhân. Thời điểm cô bị bắt giam là tháng 3, 2015. Trước đó vào tháng 1, 2015, Phương Nga có đi thắp hương ở điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen, Tây Ninh và rút quẻ thẻ. Cô cũng chia sẻ việc này trên Facebook. Và khi đọc lại quẻ thẻ này thì nhiều người bỗng giật mình. Phương Nga bị bắt tháng 3, 2015. Thì trước đó, cô khoe quẻ thẻ rút đầu năm 2015. Đọc lời đoán, nhiều người sởn da gà, ráng phục được con ma hãm người ở vườn nhà cậu. Sau có sức thần đi theo quan làm tới đại tướng. Sau khi Phương Nga bị bắt, có người cũng giật mình và nói rằng điềm báo trong quẻ thẻ trở thành sự thật. Hình ảnh tươi trẻ của Phương Nga lúc đó.
Phương Nga và bạn thân Thùy Dung thường xuyên đi lễ cùng nhau. Phương Nga là hoa hậu thông minh và sắc sảo.